Năm 18 tuổi, Ngài bị nổi mụn nhọt, cũng vô cùng nghiêm trọng. Mẹ đi tìm bác sĩ, tìm thuốc, cũng vô ích. Ngài đột nhiên nghĩ đến nghiệp chướng. Ngài nói, thuốc hay khó trị bệnh nghiệp chướng. Thế là Ngài nghĩ đến Quán Thế Âm Bồ Tát, cứu khổ, cứu nạn. Nhất tâm niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, niệm hơn một tháng, mụn nhọt khỏi hoàn toàn. Quán Âm Bồ Tát không nói lời giả dối, thực sự giúp quý vị hóa giải tai nạn. Ngài dùng tâm rất chân thật, rất thuần, không có chút nghi ngờ, cảm ứng không thể nghĩ bàn. Khởi tâm động niệm, ngày nay chúng ta làm thí nghiệm về nước. Tiến sĩ Emoto Masaru làm thí nghiệm về nước. Đồng tu chúng tôi ở Đài Nam cũng làm thí nghiệm về nước. Thí nghiệm rất thành công, không thua kém tiến sĩ Emoto Masaru. Thí nghiệm về nước là thí nghiệm về điều gì? Chúng ta khởi tâm động niệm, tất cả hiện tượng vật chất đều biết, không thể che giấu người khác. So với lời của người xưa, Trung Hoa nói, mười mắt trông thấy, mười tay chỉ vào, còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Tiến sĩ Helen ở Mỹ đến Hồng Kông thăm tôi. Đây là một người hoàn toàn dùng ý niệm để trị bệnh, cũng là một kỳ nhân, không phải người bình thường. Ông trị khỏi cho vài ngàn người, đều là các bệnh khó chữa, bệnh viện hết cách. Không thể chữa trị nữa, tìm đến ông, ông có cách trị khỏi cho họ, không cần uống thuốc, không cần chích thuốc, hoàn toàn dùng ý niệm. Ông đến thăm tôi, tôi biết được một chút tin tức. Tôi liền hỏi ông, ông trị bệnh dựa trên đạo lý, lý luận nào? Ông nói với tôi, tâm thanh tịnh. Ông dùng phương pháp nào? Tất cả ý niệm trong tâm, bất luận là thiện hay ác, đều dọn dẹp sạch sẽ, khôi phục tâm thanh tịnh thì khỏi bệnh. Ông yêu cầu gì đối với bệnh nhân? Ông nói chỉ cần 4 điều. Thứ nhất là họ tên của bệnh nhân. Thứ hai là ngày tháng năm sinh của bệnh nhân. Thứ ba là hiện nay bệnh nhân đang ở nơi nào, không cần gặp mặt. Ông ở Hồng Kông, bệnh nhân ở Mỹ, ông có thể trị khỏi cho họ, không cần phải gặp mặt. Thứ tư là bệnh án. Bệnh án mà họ kiểm tra ở bệnh viện, ông chỉ cần 4 điều này. Còn phương pháp trị bệnh là dùng quán tưởng. Khi trị bệnh, một mình ở trong một căn phòng, đóng cửa lại, giống như là bế quan vậy. Ở trong đó, chúng ta nói là tác pháp. Quán tưởng bệnh nhân thành chính mình, tức là bản thân và bệnh nhân là một thể, cùng một thân thể. Hay nói cách khác, bệnh án của bệnh nhân chính là hiện nay. Những tế bào mang mầm độc này ở cơ quan nào đó trên thân mình, quán tưởng bản thân, dùng tâm thanh tịnh, cũng tức là không có vọng tưởng, không có tạp niệm. Ông cũng có 4 câu kệ đối với tế bào này, những tế bào mang mầm độc, nói với nó thật xin lỗi.
Cũng tức là tôi không cẩn thận làm bạn nhiễm phải mầm độc, làm cho bạn nhiễm phải mầm độc. Cho nên thật xin lỗi, xin tha thứ. Cảm ơn bạn. Nó hợp tác với ta nên cảm ơn bạn. Sau cùng tôi yêu bạn. Chỉ bốn câu nói này giống như là niệm chú vậy. Niệm 30 phút. Mỗi ngày làm một lần 30 phút. Làm 30 ngày, tức là một tháng. Tế bào mang mầm độc của chính mình hoàn toàn hồi phục bình thường, không còn nữa. Thì bệnh nhân kia đã khỏi bệnh rồi, đi kiểm tra lại không còn nữa. Ông chữa trị cho mấy ngàn người. Không có người nào là không linh, hết thảy đều linh. Điều này có thể nói thông suốt, bởi vì trong kinh Phật đã nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Vì vậy ý niệm của con người quá quan trọng. Không thể có ác niệm, không thể có tà niệm. Xã hội ngày nay sao lại trở thành tình trạng này? Không có người dạy. Cha mẹ không dạy, thầy cô không dạy. Trường học cũng không dạy, xã hội cũng không dạy. Không dạy những điều gì? Không dạy luân lý, không dạy đạo đức, không dạy nhân quả, không dạy giáo dục thánh hiền. Cho nên xã hội của chúng ta trở thành tình trạng này. Vì sao thế giới cực lạc tốt như vậy? Trong kinh Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu cho chúng ta, A Di Đà Phật đang làm gì? Hiện nay đang thuyết pháp. A Di Đà Phật ở cõi đó thân hành ngôn giáo, chưa từng gián đoạn. Hằng ngày đều dạy, ngày đêm đều dạy. Ở cõi của Ngài không có ngày đêm. Đó là thế giới quang minh, không có bóng tối. Ngài dạy học không gián đoạn.
Nam mô A Di Đà Phật.